Lia, Ivin, Gia Lâm. Xin chào mọi người, mình là Ngọc Trung, đại diện của nhóm Ivin Gia Lâm. Và ngày hôm nay, nhóm Ivin Gia Lâm sẽ mang tất cả mọi người xuyên không về một giai đoạn vô cùng rực rỡ và thú vị của ngành tâm lý học. Vâng, ngành tâm lý học thật ra là một ngành khá non trẻ vì nó chỉ được công nhận như là một ngành khoa học độc lập vào thế kỷ thứ 19. Vậy thì các bạn sẽ vô cùng thắc mắc vì sao chúng ta học về tâm lý học mà phải đi học về lịch sử. Vì đơn giản, những gì mà chúng ta hiểu về tâm lý ngày nay rất là khác biệt so với những gì mà người xưa hiểu về tâm lý. Từ cổ chí kim đến nay, cái vấn đề mà tất cả những nhà tâm lý học đang đi tìm và nghiên cứu đó chính là tâm trí. Và khi tìm hiểu về lịch sử tâm lý, chúng ta sẽ biết được những nhà tâm lý cổ xưa họ đã hiểu về tâm trí cũng như tìm hiểu cái cách mà nó vận hành như thế nào. Thì đó chính là những tiền đề để cho ra đời cũng như là phát triển những cái lý luận và học thuyết của tâm lý học ngày nay. Vâng, ngược dòng lịch sử hơn 15.000 năm trước, đối tượng của tâm lý học đó chính là tâm trí và linh hồn. Con người luôn đi tìm kiếm những lời giải thích thế nào là tâm trí và tâm trí được vận hành như thế nào. Và trong cái giai đoạn đó thì giai đoạn phát triển vô cùng rực rỡ đó chính là thời kỳ của triết học cổ đại và Hy Lạp. Và ngay sau đây hãy cùng với nhóm Ivin Gia Lâm chúng ta sẽ cùng khám phá về thời kỳ này nhé. Ở giai đoạn này, con người quan điểm rằng mọi sự vật hiện tượng đều do thần linh cư ngụ ở nơi vật đó, cũng như con người, thần linh trú ngụ, điều khiển và chi phối. Ví dụ như hiện tượng sấm sét là do thần linh nổi giận, hay chúng ta tối chúng ta ngủ, chúng ta gặp ác mộng là do thần linh trách phạt. Vì thế con người cố gắng bắt được sự liên lạc với các vị thần để làm điểm tựa cho mình. Vì thế việc cúng bái thờ tự trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Chính vì có niềm tin về thần linh và tôn giáo, họ đã cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn để khi chết đi, con người được sống đời sống của thần linh. Dưới dạng này hay dạng khác, ma thuật, mê tín và thần bí là những cái đã thống trị các cố gắng tìm hiểu thiên nhiên trong phần lớn lịch sử thời kỳ đầu. Các vấn đề về thế giới, vũ trụ, tri thức, tự do, tôn giáo đã được xem xét một cách có trật tự và logic hơn bởi các nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Đặc biệt ở giai đoạn này, các nhà triết học Hy Lạp cổ đại có thể được xem là các nhà vũ trụ luận. Họ tìm cách cắt nghĩa, nguồn gốc, cấu trúc và các quy trình chi phối vũ trụ. Các câu hỏi này được trả lời bởi ba nhà triết học sáng tạo nhất qua phần trình bày bởi Khan. Vật chất cơ bản để hình thành nên thế giới này là gì? Câu hỏi này sẽ được trả lời bởi ba nhà triết học lừng lẫy là Thales, Anaximander và Anaximenes. Thales được xem là một trong những nhà triết học lừng lẫy đầu tiên của phương Tây cho rằng vật liệu cơ bản và vật chất để hình thành nên thế giới này là nước. Đối với ông thì tất cả mọi thứ trên thế giới này đều hình thành từ nước và do nước mà ra. Với Thales, Anaximander, một học trò nổi tiếng của Thales lại không tin rằng thế giới này được hình thành từ nước. Đối với nhà triết gia này, vật chất cơ bản để hình thành nên thế giới là không thể xác định được. Ông gọi nó là một từ thuần túy ở trong tiếng Hy Lạp là apeiron để định nghĩa cho cái không giới hạn, không xác định, vô hạn. Tiếp theo lối suy nghĩ của Thales thì Anaximenes, bạn đồng học hay học trò của Anaximander cho rằng thế giới này hình thành từ những yếu tố có liên quan mật thiết đến con người. Theo như Thales thì ông nghĩ rằng thế giới hình thành từ nước, nhưng đối với Anaximenes thì thế giới này hình thành từ không khí. Không khí sinh ra vạn vật muôn loài bằng hai cách, đó là làm đặc và làm loãng. Không khí không chỉ là nguồn gốc để tạo nên các vật vô cơ, sự sống, mà còn là nguyên bản của linh hồn, của thần linh và của thượng đế. Vì vậy, bao trùm vũ trụ này là không khí. Có thể nói, quan niệm của Anaximenes là sự dung hòa giữa Thales và Anaximander, giữa nước và apeiron. Vì vậy, nhiều người cho rằng apeiron là trạng thái giữa nước và không khí. Hình thức cơ bản của thế giới, nguyên tắc trật tự của nó bao gồm những gì? Đây là điều mà Pythagoras muốn nói đến cụ thể, cũng là câu hỏi mà ông cố gắng giải quyết bởi vì ông cho rằng thế giới không đơn giản được hình thành từ những vật liệu cơ bản. Đối với Pythagoras, thực tại bản chất của mọi vật có thể được diễn đạt bằng thuật ngữ số vì trật tự, hình thức của vũ trụ có thể được quan niệm bằng toán học. Do đó, ông cho rằng tất cả là số, nói cách khác, số là nguyên tắc trật tự của vũ trụ.
và mọi thứ trên thế giới đều có thể được giải thích bằng con số. Câu trả lời này sẽ được giải đáp thông qua quan điểm khác nhau của hai nhà triết học Heraclitus và Parmenides. Theo quan điểm của Heraclitus, coi lửa là một yếu tố nguyên thủy, từ đó mọi vật được sinh sôi. Đối với Heraclitus, mọi vật sinh sôi từ lửa và lửa sinh ra vạn vật. Ngọn lửa này không ngừng chuyển động và luôn tồn tại như là một quá trình thay vì một bản chất. Parmenides, ông có một lập luận mạnh mẽ rằng thực tại là một toàn thể không phân hóa, nghĩa là không có sự thay đổi và cũng không có sự chuyển động. Parmenides gạt bỏ sự thay đổi và nhiều sự vật khác biệt mà con người thấy. Với ông, đó đơn thuần là ảo tưởng. Những suy nghĩ của Heraclitus và Parmenides về tiến trình thế giới đã không thỏa mãn được những tò mò và hoài nghi của con người thời bấy giờ. Thì sau họ, vấn đề của triết học vẫn là một câu hỏi về tồn tại và tiến trình của thế giới như là một bản chất của tự nhiên. Vì thế, để trả lời một cách thỏa mãn những tư tưởng tò mò, những vấn đề này cần phải được giải quyết về bản chất của thế giới, về sự hình thành của vạn vật và tiến trình thế giới cần phải được giải thích trọn vẹn một lần cho tất cả. Đó là lý do mà các nhà triết gia như Empedocles, các nhà triết gia theo thuyết nguyên tử và Anaxagoras trở nên rất là quan trọng. Các ông cho rằng phải có một điều gì đó nằm ở nền tảng của tiến trình thế giới, và điều này là chưa bao giờ và không bao giờ có thể thay đổi được, hay còn gọi là điều sơ khai nguyên thủy. Empedocles sinh năm 492 trước công nguyên và mất năm 432 trước công nguyên. Ông đã nỗ lực để giải thích về tiến trình thế giới và nguồn gốc của nó. Theo ông, tiến trình thế giới bắt nguồn từ sự kết hợp của bốn yếu tố cơ bản là nước, là lửa, đất và khí. Empedocles gọi bốn yếu tố này là những nguyên liệu cơ bản của thế giới. Vì vậy, theo ông, tiến trình thế giới và sự hình thành của vạn vật chính là kết quả của sự kết hợp của bốn yếu tố trên. Các nhà triết học theo thuyết nguyên tử, đặc biệt phải kể đến là Leucippus ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên và Democritus năm 460 đến năm 370 trước công nguyên đã khám phá ra rằng bốn yếu tố của Empedocles là có thể thay đổi và có thể bị chia tách. Do đó, chúng không thể là những nguyên liệu cơ bản giải thích cho nền tảng của tiến trình thế giới. Vì thế, hai ông đã tranh cãi rằng các nguyên tử, thứ mà có nhiều vô số kể mới chính là thứ yếu thuộc về nền tảng của tiến trình thế giới. Thật vậy, theo những triết gia này, sự vận động kỹ thuật của tiến trình thế giới là do khối lượng của các nguyên tử kết hợp lại với nhau. Cuối cùng, nếu sự vận động kỹ thuật là kết quả của khối lượng của các nguyên tử kết hợp với nhau, thì câu hỏi của Anaxagoras, nhà triết gia sinh vào năm 500 trước công nguyên và mất năm 428 trước công nguyên đã nêu: cái gì là sự giải thích cho sự hình thành và trật tự của vạn vật? Anaxagoras đã tranh luận rằng ở đó phải có một thứ gì đó tồn tại ngay từ thuở sơ khai ban đầu, chịu trách nhiệm cho sự hình thành và sự sắp đặt của vạn vật. Theo ông, thứ sơ khai này chính là ý thức. Và ý thức là một loại lực đẩy gây nên sự vận động. Nếu không có ý thức thì sự vận động này sẽ không xảy ra trong vũ trụ. Điều này cũng tương tự như quan điểm của nhà triết học Hegel về việc sử dụng lý do như một động lực của lịch sử. Và cho tới thời điểm hiện tại, người ta đã xác định rằng sự xuất hiện của nhà triết gia Anaxagoras đã chính thức khép lại thời kỳ đầu tiên của giai đoạn triết học Hy Lạp cổ đại. Giai đoạn này thường được gọi là giai đoạn của thời kỳ triết học tự nhiên, bởi vì nó đã giải quyết được những vấn đề của thế giới vật chất, trật tự của thế giới và tiến trình của thế giới. Và câu trả lời đã được các nhà triết gia khám phá ra, đó chính là ý thức. Các triết gia Hy Lạp cổ đại đã không đặt câu hỏi về ai đã tạo ra thế giới như chúng ta thường thắc mắc ngày hôm nay. Theo quan điểm của một người sáng tạo và ít nhất tại một giai đoạn của quá trình lịch sử triết học, các nhà triết học Trung Cổ, đặc biệt là Thánh Augustine, người được ca ngợi ở thời kỳ này. Đây chính xác là điều đã tạo nên một nền triết học mang tính trí tuệ và đầy sự nỗ lực thực sự khi sử dụng lý do trong việc giải thích hiện tại. Vị bác sĩ đầu tiên của nền y học hiện đại đã có công đóng góp trong giai đoạn lịch sử này, đó chính là Hippocrates. Hippocrates sinh vào 460 và mất năm 370 trước công nguyên tại đảo Kros, Hy Lạp. Vào cái thời điểm này thì y học gắn liền với lại tôn giáo và bệnh tật được giải thích, được điều trị bằng những hiện tượng siêu nhiên thần bí.
Tuy nhiên, Hipparchus đã mạnh mẽ bác bỏ những quan điểm trên. Ông là người đầu tiên cho rằng y học là một ngành khoa học, và ông cũng quan điểm rằng mọi bệnh tật đều có những lý do riêng tự nhiên của nó. Và tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà Hipparchus đã bị phản đối kịch liệt và ông phải ngồi tù đến 20 năm sau đó. Hipparchus đã giới thiệu học thuyết thể dịch Humoral Theory. Học thuyết nói rằng cơ thể con người bao gồm 4 chất: máu, đờm, mật vàng và mật đen. Ông nhấn mạnh rằng người nào cân bằng các chất dịch trên thì khỏe mạnh và ngược lại. Sau đó thì nhà triết gia Galen đã mở rộng lý thuyết của Hipparchus về các chất dịch này và phát triển thành lý thuyết khí chất, được xem như là lý thuyết sơ đẳng đầu tiên về nhân cách. Tính cách của mỗi cá nhân phụ thuộc vào sự chiếm ưu thế của thể dịch nào trong cơ thể người ấy. Người nào có nhiều máu thì tính cách người ấy lạc quan, vui vẻ, hoạt bát. Người nào có nhiều mật vàng thì tính khí nóng nảy, dễ nổi giận. Còn người nào có nhiều mật đen thì tính khí u sầu và nhạy cảm. Người nào có nhiều đờm thì lờ đờ, vô cảm xúc. Học thuyết 4 khí chất đã ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội thời bấy giờ, cho đến khi ngành khoa học tâm lý hình thành vào thế kỷ 20. Tuy nhiên, dù cho thế nào đi nữa thì học thuyết 4 khí chất đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong văn hóa phương Tây. Vâng, và giống như trong phần đầu của video, nhóm Ivan Yalom có chia sẻ, vấn đề của triết học Hy Lạp cổ đại luôn quan tâm về tiến trình của thế giới cũng như sự hình thành của vạn vật. Và tiếp theo đó là một vấn đề, đó là về tri thức luận. Trong vấn đề về tri thức luận thì lý luận chính của giai đoạn này đó chính là no world process that mean no process or no any change that happen in reality. Điều này có nghĩa là nếu như mà không có tiến trình của thế giới thì có nghĩa là không có một sự hiện hữu và của bất cứ điều gì. Do đó, không có sự tiến trình thì không có suy nghĩ, và không có suy nghĩ thì do đó kiến thức không thể thu nạp được. Và vì do không có tiến trình cũng như là không có sự thay đổi, nghĩa là không có gì là thường tại. Do đó, không thể có vật gì hay điều gì có thể học được, và kiến thức là không thể dung nạp, và vì kiến thức không thể dung nạp thì không thể có được chân lý. Và bốn nhà triết gia đại diện cho lý luận này đó chính là Parmenides, Heraclitus, Empedocles và Anaxagoras. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một trường phái lý luận về kiến thức có thể đạt được với phần trình bày của anh Ngọc Sơn. Khi đề cập đến phương Tây cổ đại thì chúng ta không thể không nhắc đến ba nhà triết học hiện sinh nổi tiếng, đó là Socrates, Plato và Aristotle. Thứ nhất, nói về Socrates, ông không những là một nhà triết gia nổi tiếng mà còn là một nhà sư phạm lỗi lạc. Phương pháp giảng dạy của ông có rất là nhiều giá trị đối với nền giáo dục hiện đại. Theo ông, giảng dạy nên kích thích sự suy nghĩ của người học thông qua những câu hỏi dẫn dắt từ phía người thầy. Dưới sự hướng dẫn của người thầy, người học dần tiếp cận được với gốc rễ của vấn đề, tìm thấy được những kiến thức cho bản thân. Người thầy còn phải dạy cho người học cách suy nghĩ, cách tìm tòi kiến thức thay vì chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức cho người học. Một trong những câu nói nổi tiếng của Socrates: tri thức thật thụ sẽ phát khởi cho mỗi con người khi chúng ta nhận ra sự thật rằng chúng ta hiểu biết về cuộc sống, về bản thân và về thế giới xung quanh của chúng ta ít đến nhường nào. Có thể nói, Socrates quan tâm chủ yếu tới việc con người là gì và các vấn đề liên quan đến tồn tại của con người, nên ông được xem như là nhà triết học hiện sinh đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập đến Plato và Aristotle. Đây là hai nhân vật đã tạo ra các cái lý thuyết nhằm để giải thích cách thức hoạt động của trí óc cũng như là nguyên nhân dẫn đến các hành vi của con người. Plato cho rằng tâm trí hay tinh thần gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần trí tuệ gọi là logistikon. Phần thứ hai là phần thể hiện khát vọng gọi là epitumetikon. Và phần thứ ba là phần cảm xúc gọi là tumeodes. Theo ông, một tinh thần khỏe mạnh, minh mẫn là phải đạt được sự cân bằng giữa ba cái yếu tố này. Tiếp theo là Aristotle, vị học trò của Plato. Ông đã dựa vào ý tưởng của Plato về tâm trí để nhấn mạnh đến vai trò của quan sát và suy luận trong việc thu nhận kiến thức. Những ý tưởng này đã trở thành nền tảng của những gì được xem là tâm lý học sơ khai, cụ thể là thuật ngữ psychology có căn tố psych, được lấy từ khái niệm psyche có nghĩa là linh hồn, hay là tâm trí đã có từ thời Plato. Về vấn đề nhận thức, các triết gia đời đầu như là Parmenides, Heraclitus thì vân vân cho rằng kiến thức là cái gì mà chúng ta không thể đạt được. Và sự thật cho thấy rằng nếu không có kiến thức thì cũng không có được chân lý. Do đó, không có gì tồn tại ngoài ý kiến chủ quan và không có gì ngoài cá nhân là thước đo của vạn vật. Về sau, Socrates, Plato và Aristotle đã bác bỏ cái quan điểm trên.
khi cho rằng kiến thức là điều có thể đạt được. Theo Socrates, kiến thức và chân lý có thể đạt được thông qua giao tiếp giữa người với người. Thông qua giao tiếp, con người có thể tiếp thu được các kiến thức phổ quát, được mọi người chấp nhận. Plato, học trò của Socrates, nhấn mạnh rằng thế giới vật chất chỉ là bản sao của hiện thực. Thế giới của những ý niệm thì ngược lại với thế giới vật chất. Nó không phải là bản sao của hiện thực, mà nó là thế giới thực duy nhất và do đó tri thức thực duy nhất. Đây được xem như là thuyết nhị nguyên của Plato, phân biệt giữa thế giới ý niệm và thế giới vật chất. Một câu nói nổi tiếng của Plato là cái mà chúng ta gọi là học tập chỉ là một quá trình hồi ức. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không học thông qua những kinh nghiệm hay giác quan, mà tất cả đều đã có sẵn ở bên trong, nó chỉ xuất hiện khi chúng ta trải nghiệm nó. Ngược lại với Plato, Aristotle cho rằng không cái gì có thể tồn tại một cách hoàn chỉnh và hoàn hảo nếu không có vật chất tạo nên nó cũng như là hình dáng của nó. Ngoài ra, ông còn khẳng định rằng có một loại vật chất nguyên thủy, chính cái loại vật chất này là nguồn gốc của vạn vật, có khả năng biến hóa thành bất cứ thứ gì. Và nhà triết học Aristotle cũng là người kết thúc giai đoạn triết học cổ đại phương Tây. Vâng, và phần trình bày vừa rồi, hy vọng rằng nhóm Ivan Gia Lâm đã mang đến cho tất cả mọi người những hiểu biết về một giai đoạn lịch sử vô cùng rực rỡ của lịch sử phát triển tâm lý. Ở đây, đó chính là về triết học Hy Lạp. Và hy vọng rằng ở trong những cái kiến giải mà nhóm Ivan Gia Lâm đưa ra thì mọi người có thể hiểu hơn những cái nguồn gốc của những học thuyết của tâm lý học ngày nay. Xin chào tạm biệt và hẹn lại gặp lại trong những video lần sau. We are Ivan Gia Lâm. Ở giai đoạn này, con người sẽ cố gắng bắt được sự liên lạc với thần linh để làm điểm tựa cho mình. Không được, không được. Từ đó, việc thờ bái, việc cúng bái thời tự. Quan niệm này của Anaximenes là sự dung hòa giữa Thales và Anaximander của nước và không khí. Vì vậy, nhiều người cho rằng... nguyên tắc trật tự của nó bao gồm những gì? Đây là điều Pythagore muốn nói đến cụ thể. Câu trả lời này sẽ được giải đáp thông qua quan điểm khác nhau của hai nhà triết học Heraclitus và Parmenides. Heraclitus coi lửa là một yếu tố nguyên thủy mà mọi vật được sinh sôi. Hipporat đã mạnh mẽ. Ông giới thiệu học thuyết thể dịch hemotherapy. Ủa lộn thành thiêu. Khi đề cập đến phương Tây cổ đại thì không thể không nhắc đến ba nhà triết học hiện sinh nổi tiếng, đó chính là lộn lại đi. Và phần thứ ba là phần cảm xúc, Thumoetes. Một trong quay lại. Họ đã cố gắng có một cuộc sống tốt đẹp hơn để khi chết đi, con người được sống cuộc sống của thần linh. Đi ra.